Quá trình mang thai dường như là một trải nghiệm thú vị và mới mẻ với nhiều mẹ bầu. Để đảm bảo những điều tốt nhất đến với cả mẹ và bé, mẹ cần quan tâm nhiều hơn đến chế độ sinh hoạt của bản thân, vì chỉ cần những thay đổi rất nhỏ thôi cũng đủ mang lại hiệu quả rất lớn. 1. Luyện tập thể dục vừa sức. Việc duy trì thói quen tích cực vận động sẽ xua tan những lo âu căng thẳng, cải thiện tâm trạng và mang lại giấc ngủ ngon về đêm. Các bài tập nhẹ nhàng như là yoga, bơi lội đều là những gợi ý tuyệt vời dành cho các bà mẹ tương lai. Tuy nhiên, dù có chọn bất kể loại hình tập luyện nào đi chăng nữa, bạn cần đảm bảo đã tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi bắt đầu. Bạn có thể đưa ra mục tiêu tập thể dục khoảng 30 phút mỗi ngày trong tuần. Điều quan trọng là phải lắng nghe cơ thể của mình, tránh tình trạng tập quá sức. 2. Loại bỏ mọi độc tố ra khỏi cuộc sống. Những thói quen tốt cho sức khỏe khi mang thai sẽ không bao gồm việc hút thuốc lá, uống rượu hay thậm chí là chuyện làm đẹp như là sơn móng tay, nhuộm tóc hoặc là khoác lên mình những mùi hương nước hoa. Việc hút thuốc lá dù chủ động hay là thụ động cũng đều ảnh hưởng đến lưu lượng oxy mà thai nhi nhận được, từ đó dẫn đến các biến chứng thai kỳ điển hình như là sinh non. 3. Kiểm tra các loại thuốc đang dùng. Bạn nên thường xuyên hỏi ý kiến của bác sĩ về các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng mình đang sử dụng. Bởi lẽ, ngay cả những loại thuốc không kê đơn cũng có khả năng làm tăng nguy cơ sảy thai và gây tổn thương mạch máu của thai nhi. 4. Bổ sung vitamin và khoáng chất. Một trong những thói quen tốt cho sức khỏe mà nhiều thai phụ bỏ qua là uống thuốc bổ sung vitamin trước khi sinh. Việc làm này cũng hết sức cần thiết ngay cả trong quãng thời gian bạn đang cố gắng để thụ thai. Khi đã bước vào giai đoạn thai kỳ, nhu cầu bổ sung dưỡng chất ở mẹ bầu cao hơn rất nhiều so với bình thường. Lý do vì những bộ phận quan trọng của thai nhi như là các dây thần kinh, não bộ, tủy sống đều hình thành và phát triển trong tháng đầu mang thai. Chính vì thế, việc bổ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu như là axit folic, canxi và sắt là điều không thể thiếu. Hiện nay, việc chọn mua các loại viên uống vitamin đã dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng quan trọng bạn vẫn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để chọn được sản phẩm phù hợp với mình nhất. 5. Theo dõi cân nặng thường xuyên. Việc kiểm soát cân nặng trong thai kỳ khá quan trọng vì nếu chẳng may mẹ bầu tăng cân quá đà sẽ khiến cho việc lấy lại vóc dáng sau sinh trở nên khó khăn, trẻ sinh ra có nguy cơ bị thừa cân. Trái lại, nếu vì sợ phát phì mà kiêng kem quá mức, mẹ cũng sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng. Điều này khiến trẻ sinh ra có nguy cơ bị nhẹ cân. Do vậy, điều quan trọng bạn cần phải luôn giữ mức cân nặng ổn định. 6. Uống đủ nước. Khi mang thai, máu của bạn chính là nguồn cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng cần thiết cho con thông qua nhau thai và bài trừ carbon dioxide. Lúc này, lượng máu bạn đã phải tăng lên gấp đôi để xử lý tốt vấn đề. Để hoạt động này có hiệu quả, bạn buộc phải uống nhiều nước hơn nữa. Mặt khác, việc uống đủ nước sẽ giúp phòng tránh tình trạng táo bón, mệt mỏi, đau đầu và các triệu chứng thai kỳ khó chịu khác. Song song với việc dùng nước lọc, mẹ bầu có thể tiêu thụ nước trái cây hoặc một số loại trà thảo mộc an toàn cho thai kỳ. Phía trên là 6 thói quen lành mạnh mà mẹ bầu mới mang thai nhất định phải ghi nhớ để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé trong suốt thai kỳ. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh!